Vâng, đây, video nối tiếp video trước thì video này em Linh sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn là cái sung rồi. Mấy cái cây gọi là hàng này là hàng mini đấy. Đây, đầu tiên là cây sung trồng trên mấy cái viên đá thấm thủy đây. Cây sung này cao từ mặt chậu lên khoảng cao 45 anh này. Cái này thì em thấy cái điểm quý của nó nhất là cái độ già. Và những cái tay bông được cắt chuyển và làm rất là lực. Thì cái này em xin báo giá tại vườn là 1,2 triệu nhé. 1,2 triệu. 1,2 triệu. Cái này ra quả chưa Linh? Ra quả rồi anh ạ. Những cây già này thì nói chung là mình chỉ cần thả nước và thả tay cành nó là ra quả. Còn mà em làm bonsai chú trọng cái dáng trước cho các. Đây là quê điển điển à? Cây xanh năm điển à? Đúng không? Cây xanh điển. Cây này cao từ mặt chậu lên cao khoảng tầm 50, tán đây 50, tán ngang 50. Nằm trong cái chậu tròn khoảng 40. Em đứng xem quay. Cây này là một cây xanh năm điển già rồi. Hàng mang đi chơi. Nó hóa đồng hết rồi. Tay cành làm rất là kỹ. Bác nào thích chơi những cái cây kỹ thì cây này rất phù hợp. Bởi vì thực tế những cây này ở thị trường cũng ít có giao dịch. Nó là những cây thành phẩm rất là lâu. Cây này cao từ mặt chậu lên cao 50 và tán ngang khoảng 50. Em báo giá cây này giá tại vườn là 52 triệu ạ. Rất là già nha quý vị nhé. 52 triệu quý vị ạ. Đây, ui dồi, hàng chậu này là chậu xi măng hay chứ đúng không? Chậu đá anh ạ. Đá thật à? Vâng, chậu đá đó. Anh ấy tưởng là xi măng giả đá cơ. Cây này là cây xanh quê. Cây xanh quê làm phong đương đại đấy. Cây này trông nó bé bé con này thôi, nhưng mà thực ra để làm ra cái cây này ấy, mất rất là nhiều năm. Trước tiên là mình phải chọn một cái cốt đồng như thế này. Nhìn như cốt nam điển ấy nhỉ. Cây này là thuộc cây là đang mang đi chơi rồi. Nhiều bác thấy cái cây bé bé như này mà sao nó lại giá cao á. Thực ra thì chưa báo giá đã biết là giá cao, đã bảo là giá cao. Cái này em giao lưu giá tại vườn là 17 triệu ạ. Cả bộ đấy. Cả tức là chậu thôi. Chỉ có chậu với cây thôi. Cây, còn cái khay này không tính nhá. Em quay mặt sau nhé. Thực ra những cái cây nhỏ nhỏ này cũng mà nhìn nó như thế này thì công nhận nhiều tiền thật đấy nhỉ. Thì thực ra là em cũng chỉ là vừa là nhà vườn vừa là người chơi thôi. Em thấy nó hợp lý thì em mua, bởi vì mình cũng hiểu cái quá trình tạo tác mà. Để được những cái tay bông một cốt già như này thì ta tạo tác mất chục năm anh ạ. Nếu mà mình làm kinh tế tốt một tí thì thấy chục năm đổi đến 17 triệu thì nó quá là không bỏ công. Cái xanh quê là 17 triệu. Tiền vào. Già đồng luôn. Tay cành làm cắt giật chứ không có đi dây đâu nên nó lâu hơn rất là nhiều. Ở dưới này có cái sung này. Rất nghệ thuật. Cái sung này có cái điểm quái này. Anh em ngắm này. Nhiều cỏ quá chưa kịp vặt nên các bác ngưng ngắm tạm nhé. Để thế cho nó. Cây này nó là cái cây làm nghệ thuật nhé, chứ không phải là cây sung mà mình chỉ nuôi đơn thuần là cây ăn quả đâu. Đấy, để em không có mấy cái cành nó tùm để em tiệt để gọn cho các bác ngắm qua thu gọn này. Cây này là cây mà làm theo lối cắt giật. Kiếm được một cây sung mà để bàn cho các bác chơi như này khó lắm đấy, không đơn giản đâu. Bởi vì bây giờ một cái cây mà người ta tạo tác nhiều năm mà để bảo người ta giao lưu cái giá nó rẻ thì mình làm phong trào gì, thực tế là phải có thời điểm mới mua được. Cái này giao lưu cho khách bao nhiêu em? Cái này em giao lưu giá tại vườn là 2 triệu ạ. Cây cao khoảng 25-30 cm nhé. Em giao lưu giá tại vườn là 2 triệu. Ok. Sang cây này nhỉ? Mai à? Mai chiếu thủy. Dòng này lá lớn đúng không?
Hoa chiếu thủy là lớn, cây giáng thú. Ừ. Cây này cũng đợt này em cũng giảm giá một chút cho các bác nào về sưu tầm này. Ừ. Dáng rất lạ. Nói chung là cũng chỉ là giảm giá cái tháng hè thôi. Tháng hè này mình cũng giao lưu cho nó phong trào. Ok. Cây này cao từ mặt chậu lên là 60. Cao 60, tán ngang cũng là 60 luôn. Ừ. Đang trồng. Cao 60 tán ngang chắc phải 70. Cái chậu này chậu 60 rồi. Đây là một cây lưu da đen là lớn. Ừ. Dăm san hô rồi anh ạ. Nói chung là cái này tính là em bán đi và mua lại mấy lần vì mình thích quá, mình lại chuộc lại của khách để mình chơi. Ừ. Bán đi rồi lại chuộc lại. Trước đúng hình con chó. Giống con kỳ lân đi anh, con chó. Nhìn giống kiểu con hươu cao cổ. Cái này hai mặt đều đẹp. À. Mình quay sơ qua cái mặt sau cái này để em bảo giá cho các bác. Ok. Ngày xưa người ta làm người ta có ý đồ hết đấy. Yeah. Đúng hình con thú. Cây rắn thú. Thực ra cây này nếu mà mình bác nào thích chơi sự độc đáo là cây này không thể đụng hàng được. Ừ. Nét thú nó phải có cốt tự nhiên đó. Sau đó mới tạo ra rồi. Thế cây này em giao lưu khách là bao nhiêu? Cây này em giao lưu giá tại vườn là 16 triệu rưỡi nhé. Ok, 16 triệu rưỡi. Rồi, ok Linh. Lại tiếp tục mà một phôi xi. Xi hồng. Đợt này Linh về mấy cái cây xi con rất là đẹp. Vâng, thực ra những cái cây này em biết là lâu rồi. Ừ. Em biết từ chủ trước của cây này một năm rồi. Nhưng mà để mua được một giá hợp lý về giao lưu thì phải chờ thời điểm mới mua được. Ừ. Cây này cao từ mặt chậu lên là chỉ cao khoảng tầm 30 thôi. 30. Cao 30. Đang nằm trên cái chậu 40. Ừ. Vừa đẹp. Cái này là một cốt nhé. Một cốt đa thân nên là có những cái phần chia thân như này thôi. Nhưng mà cây này là cây một cốt. Đảm bảo 100% cho các bác là một cốt. Đa thân. Nhưng mà cũng làm cắt giật. Một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát. Nói chung là cái này nó rất là nhiều nhát chuyển rồi. Chẳng đếm được. Bao nhiêu em? Cây này em báo giá tại vườn là 16 triệu rưỡi. 16 triệu rưỡi. Thực ra báo cái giá 16 triệu rưỡi mình cũng tiếc lắm. Bởi vì là một cái cây chơi rồi. Nhưng mà thôi mình cứ mua và mình giao lưu để mình lại lấy tiền mình đi mua tiếp thôi. Ừ. 16,5 triệu. Vâng. Chứ còn giá này thực ra bán xong rồi mình cũng chẳng đi mua được. Gặp những anh em nào nó thích cây thành phẩm thì người ta đều tư duy hơn 20 triệu, hơn mấy triệu. Ok à. Cây này thì anh quay qua thôi vì là cây phôi. Thì cũng là xi đúng không? Nhưng cây này nó quý ở cái chỗ là độ già thôi. Ừ. Tức là trước là một cây to hạ xuống. Vâng, nó là cái cây đang làm phong đương đại, cây này. Đó. Ba thân này. Cây này một năm sau sẽ rất đẹp. Ba đầu. Một thân ba đầu. Vâng. Ok, quay qua đây anh ạ. Ok. Để... cây này bao tiền? Cây này thì bác nào thích tạo tác thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Vì rồi, okay. Nó là phôi. Xi trắng này. Vâng. Cây xi trắng. Một cây xi trắng, trắng trực huyền, trực hoành. Thành phẩm rồi. Ừ. Cái này cao từ mặt chậu lên cao khoảng tầm 5 năm. Tán ngang của nó khoảng tầm 70. Cao 5 năm ngang 70. Cái chậu này chắc cũng có chậu 6 mấy rồi. Chậu 60. Chậu này chậu tàu hay chậu ấy đấy? Chậu tàu anh. Chậu tàu đấy. Cây ừ. này là cây thành phẩm. Cái hoàn em thiện. Chơi cũng được 1 năm rồi. Cây xi trắng nha quý vị nha. Thì cái mặt tiền của nó bên kia, mặt tiền của nó bên trong, mặt chính lại mặt này à? Vâng. À.
Cây này em báo giá tại vườn là 10 triệu rưỡi nha anh nhé. 10,5 triệu. Ok em. 10 triệu 5 triệu. Bây giờ mình sang bộ bên này. Thì Nam Điền nè. Vâng, Nam Điền đi. Chỗ này người ta đắp tay, vẽ tay hay là máy này? Chậu xi măng. Không biết rồi nhưng mà em cũng không biết là nhưng cái thấy trong chậu này nó cổ lắm. Cũ cũ. Vâng. Cây này rất nhỏ. Cây này già và nhỏ, nó là cái cây mang đi trưng bày. Mang đi trưng bày. Cũng mang đi trưng bày rồi cả, đi triển lãm đó. Triển lãm quy mô nhỏ thôi, quy mô câu lạc bộ đó. Cây này cao từ mặt chậu lên cao khoảng tầm 30-35 đến hết đây. Anh nhìn cái bộ xương ấy, làm rất là kỹ, cắt đi cắt lại rất là nhiều lần, nó già lắm. Cây cô kín chậu rồi nha anh em nhé. Đấy, đây mặt sau của cây này. Cây giao lưu khách bao nhiêu em? Cây này em báo giá tại vườn là 15 triệu ạ. 15 triệu. Rồi, ok. Bên này cây si tai chuột thành phẩm. Đây, si tai chuột. Một thời cây này là làm vua, làm chúa đấy. Vâng. Rất nhiều anh em thích cái loại này. Sau từ khi mà kiểu sita ấy, nó vâng, nhiều. Thành ra là bây giờ em bán được cũng nhiều, sita chuột bán được nhiều. Một thân, trên này nhiều đầu. Nó là cây thành phẩm rồi. Cái này mấy đồng Linh? Cái này em báo giá tới vườn là 9 triệu rưỡi. Chín phẩy năm triệu. Vâng. Rồi ok em. Đây là quê Điển đây, nhìn quê đúng không? Xanh Nam Điển anh ạ. Điển à? Xanh Nam Điển. Cây này là một cây thành phẩm, đồ chơi rồi. Bây giờ mình cứ nuôi sổng khoảng độ tháng xong mình lại đẻ răm, sổng một tháng đẻ răm. Chứ còn nó đồ chơi nên chẳng phải no cái gì cả. Cái này cao từ mặt chậu lên khoảng 40. 40, 45 gì đấy. Tầm phải 40, 45. Tán chắc phải tầm 50. Vâng, tán 50. Cái này đây, anh em nhìn này. Bộ bệ này. Bộ bệ đang ra móng này. Đấy. Cây già nhá. Cây này em phải tầm 3, 40 năm rồi. Vâng. Để đồng hết rồi. Nhỏ thôi nhưng mà ấy. Alo. Anh dặn rồi. Anh dặn rồi, thôi nhanh nhanh quay. Một cây xanh Nam Điền mini thành phẩm rồi nha quý vị nha. Đây có cây mài chiếu thủy, cây đẹp thật. Một cây mai chiếu thủy nu da đen lá lớn. Mà cây này hình như nhìn như kiểu nu gò công ấy. Mai gò công nhưng không phải là nu da đen. Linh ơi, cây này là cây ấy, cây này là cây nu gò công nhưng không phải nu da đen đúng không? Nu gò công có cái kem chưa vào giá anh mày. Ờ, biết rồi, nhưng mà anh xin quay sang cây này. À. Đây. Xin đi. Cây này em báo giá tại vườn là 20 triệu ạ. Ừ. Xanh Nam Điền.
Đấy nhá, cây này 20 triệu nha quý vị nhá. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Đấy, đang quay cây này cho anh em ngắm này. Nu, nu gò công nha quý vị nhá. Nu gò công không phải nu da đen đâu. Cây này vừa rồi ra nhiều hoa lắm đấy quý vị. Cây này thì thuần Bắc lâu rồi, nên là anh em giao lưu về chơi thì không phải nghĩ khí hậu miền Bắc đâu. Cây này cao từ mặt chậu lên trên đỉnh thì nó cao khoảng tầm 60-65. Tán ngang của nó khoảng tầm 80. Đấy, cái vị trí hoành này chắc khoảng tầm 50. Đang chậu chậu 60, chậu cao 60. Cây giao lưu với khách bao nhiêu em? Cây này em báo giá tại vườn là 22 triệu. Cái nu của công này rất là già, bệ đế đều 24 giờ. 22 triệu, giá rất hợp lý. Và một cây mài chiếu thủy nu gò công, thật sự luôn. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với cả em Linh. Đấy. Bên này là cây xanh Nam Điền ạ. Nam Điền à? Vâng. Làm kiểu dạng dáng trực xoắn. Nói chung là cái này mình uốn uốn lắc lắc. Thứ nhất là rất là già. Cây này quý đầu tiên mà em thấy đầu tiên là cái bộ bệ. Cây thanh Nam Điền mà được cái bệ như này ấy, thì rất là kỳ công. Điền này nó khó nhất là cái bệ, để tạo tác cái bệ thì bệ 24 giờ này. Già thì cây này là màu đồng từ gốc lên ngọn rồi. Mình chỉ cần xịt nước mà thấy nó màu đồng từ gốc lên ngọn hết. Bộ bông này em cắt giật em làm đi em lại rất là nhiều lần. Em cũng vừa vặt lá xuống. Nhưng mà các bác quan sát kỹ là có rất nhiều nhát cắt chuyển. Đấy, mình nhìn thực tế thì nó khác. Những cái nét cắt ngày trước là những cái nét dài đã được cắt ngắn để lắc tạo độ côn rồi. Cây này cao từ mặt chậu lên thì cao khoảng tầm 55-60. 55, từ mặt chậu cao lên đây khoảng tầm 55. Tán ngang khoảng 70. Vị trí em đặt tay đây chắc là khoảng tầm 40 này. Cây này bệ đẹp. Cây giao lưu khách bao nhiêu em? Cây này em báo giá tại vườn là 28 triệu ạ. 28 triệu. Cây xanh Nam Điền nằm cắt giật phong tương đại này thì đúng ra là do mình làm nên cái công của em làm nó cũng không tính đâu. Em mua là em bán thế. Làm cái cây này cũng mất 6 tháng rồi. 6-7 tháng. Cắt chuyển 2 lần. Sao rễ này đang nuôi gì mà không cắt à? Vâng, đấy vào đây à? Vâng, nó nguyên bản như thế thì em cũng không cắt. Bác nào về chơi thì cắt bỏ thôi, nó mọc rời ra mà. Ok à? Cây này gần như là những cái vết sẹo nó mít gần hết rồi. Không có vết sẹo hở nhiều. Giá tại vườn 28 triệu. Đây. Xanh quê dáng trực huyền. Trồng trên một cái chậu dài. Từ mặt chậu lên đến đây là 45. Và tổng tán vay của nó chắc khoảng tầm 70. Cái này thì đúng ra là anh em nó mang đi chơi rất là nhiều. Cái xanh quê nhưng mà cái quý của nó là cái độ già. Cây này em báo giá tại vườn là 12 triệu 500 nha anh nhé. 12 triệu rưỡi. Già, công nhận cây này già. Già nó hóa đồng, nó lên rất nhiều địa y ở đây. Rồi, ok. Tiếp đúng không? Nào, nốt cây này nhá. Đấy, lại một cây si bonsai. Si này si tay chuột. Trời ơi, cái anh làm vườn anh cho anh rắc nhiều
nhiều phần còn quá. Bác nào mà lấy cái này thì em sẽ xịt qua lại nhá, bởi vì cái cốt của nó là một cái bệ đất rất là đẹp mà trên viên đá đấy. Cái anh làm vườn anh rắc mấy cái phân con mà. Cái xịt tay chuột này em giao lưu là giá tại vườn 2 triệu nhá. Cái đồ này trông bé bé vậy thôi nhưng công làm nó rất nhiều năm đấy. Đúng là toàn hàng nhỏ này làm càng vất vả. Anh em nào chơi cái hàng bonsai mini này anh em biết rồi. Càng nhỏ càng cầu kỳ. 2 triệu. Giá tại vườn nhá quý vị. Rồi, có lẽ tôi xin phép được dừng cái video ở đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những cây của em Linh. Nếu quý vị giao lưu cây nào thì có thể chụp hình lại màn hình gửi qua Zalo số điện thoại em Linh ở trên màn hình đấy.